Hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, bình an, công việc thuận lợi, gặp nhiều may mắn. Hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với các bạn bài tử vi tuổi Ngọ tháng 2 âm lịch năm 2021 về phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng con giáp trong tháng 2 âm lịch. Mong rằng những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn cải biến được vận trình của mình được tốt hơn. Mời các bạn cùng đón xem. Tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi Ngọ âm lịch về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi Ngọ âm lịch về sự nghiệp có thể thấy luôn có thể xuất hiện những rắc rối khó lường dù cho bản mệnh đã chuẩn bị mọi thứ khá kỹ càng. Điều này có thể là vì sự chủ quan của bạn, lại thêm kẻ xấu muốn làm hại nên bạn khó tránh được những sự cố này. Ảnh hưởng của thiên quan khiến cho con giáp tuổi Ngọ lúc này không đủ khả năng kiểm soát tốt cảm xúc. Bạn dễ có hành động sai trái trong lúc nóng giận, từ đó có thể phạm sai lầm chỉ vì lời xúi giục ác ý từ ai đó. Thực ra, nếu bạn có thể linh hoạt một chút và xem xét mọi việc ở góc độ khác nhau thì tình thế sẽ không như vậy nữa. Mỗi khi cơn giận nổi lên bạn hãy hít thở thật sâu, sau đó tập trung xem mình đang suy nghĩ gì và tìm cách điều chỉnh chúng. Mão Ngọ tương phá khuyên con giáp tuổi Ngọ đừng quá tin tưởng ai cả kẻo mất cả tiền bạc lẫn tình cảm. Đây chính là ngày mà dường như những kỳ vọng của bạn đặt cho ai đó quá lớn khiến bạn có tâm lý như vậy. Tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi Ngọ âm lịch về phương diện tài lộc. Tử vi 2021 nhận thấy tài lộc của con giáp tuổi Ngọ lúc này chưa thể rực rỡ nhưng đang có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Nhất là ai đang kinh doanh, đầu tư sẽ nhận được lời khuyên đáng giá giúp họ có thể tiết kiệm được khoản tiền kha khá. Tuy nhiên, với những ai đang tham gia trò may rủi với tiền bạc của mình hãy cẩn thận vì bạn chỉ may mắn được một, hai lần mà thôi, sau đó sẽ có nguy cơ mất trắng. Do đó, việc bạn cần tập trung nhất đó là cải thiện khả năng sử dụng tiền bạc, dùng trí tuệ của mình để gia tăng thu nhập chứ không phải chờ vận may tới. Bạn cũng dễ để xảy ra sai sót trong thời gian này nên cũng phải hạn chế tham gia các hợp đồng có số tiền lớn hay thương vụ có tính rủi ro cao. Với những đối tác làm ăn cùng nhất định phải tìm hiểu về quá khứ của họ để biết người đó có làm ăn chân chính, ngay thẳng hay không với mới hợp tác. Có dấu hiệu cho thấy nhiều người tuổi Ngọ chi tiêu quá tay để mua sắm, có thể bạn mua quà cho mọi người nên nghĩ rằng chi mạnh tay một chút cũng không sao. Thế nhưng nếu bạn không cân đối số tiền đang có thì vẫn có nguy cơ bạn vướng vào nợ nần đấy nhé. Tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi Ngọ âm lịch về phương diện tình duyên. Xem tử vi tháng 2 năm 2021 của 12 con giáp âm lịch, vận trình tình cảm của con giáp tuổi Ngọ khá hiền hòa, bạn còn tìm được sự an ủi, động viên bên bạn bè, người thân, người yêu, chồng, vợ khi rơi vào những tình huống khó khăn trong cuộc sống. Nhân khi có ngũ hành tương sinh hậu thuẫn cho đời sống tình cảm, lời khuyên cho con giáp tuổi Ngọ đang độc thân đó là, nếu bạn thích một ai đó, cứ thẳng thắn đối diện đi thôi. Chỉ cần là điều bạn thích, hãy cố gắng hoàn thành nó để sau này không cảm thấy tiếc nuối. Thế nhưng bản mệnh chớ nên mơ mộng tình yêu đẹp như phim. Thậm chí khi mới yêu bạn say trong mật ngọt nhưng khi đã tỉnh táo, bạn sẽ cảm thấy hụt hẫng và trống rỗng khi đối diện với thực tế. Với những cặp đang yêu hay vợ chồng, khuyên bản mệnh thay vì dốc hết toàn lực để đổi lấy tình cảm của người khác, hãy dành thời gian yêu cả bản thân mình nữa. Chỉ khi đó thế giới trở nên xinh đẹp hơn và thôi phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi Ngọ âm lịch về phương diện sức khỏe. Theo tử vi tuổi Ngọ 2021, do tính chất công việc nên trong tháng 2 năm 2021 bạn thường có nhiều thói quen ăn uống sai cách, hoặc vì buồn phiền nên bạn chán ăn, khiến chúng dần mang đến những hậu quả xấu cho sức khỏe của bạn. Điều dễ thấy nhất đó là sắc diện, da rẻ không hồng hào, thậm chí xanh xao, vàng vọt. Bản mệnh có cố dùng phấn son che phủ vẫn không thể giấu được sự mệt mỏi trong ánh mắt của bạn đâu. Nguyệt lệnh lâm bệnh nên bản mệnh lúc này càng lười hoạt động, tinh thần càng đi xuống. Hãy chút bầu tâm sự với ai đó để giải tỏa căng thẳng trong lòng hoặc đơn giản là mỗi ngày đi bộ một chút cũng giúp bạn cải thiện tâm trạng, ngủ ngon hơn. Với thời tiết trong tháng này, người có bệnh về xương khớp, tiêu hóa, dạ dày nên hạn chế ở lâu trong một môi trường lạnh, ẩm ướt.
Lục Bạch bay về phương Tây dự báo dễ bị thương vì kim loại, bị chảy xước, gặp tai nạn về xe cộ. Do đó, khi làm việc gì liên quan tới dao kéo bạn cũng phải cẩn trọng, khi đi ra ngoài phải tập trung điều khiển phương tiện giao thông, không nên vừa đi vừa nghe điện thoại. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi ngọ. 1. Giáp ngọ, kim, nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết, hãy để những chuyện cũ trôi vào dĩ vãng và sống cho hiện tại. Quý nhân, dần, thìn. Tiểu nhân, sửu, hợi. Màu sắc may mắn, trắng, tím. 2. Bính ngọ, thủy, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết, nên lắng nghe lời khuyên của những người có nhiều kinh nghiệm. Quý nhân, thìn, dậu. Tiểu nhân, tỵ, dần. Màu sắc may mắn, đỏ, nâu. 3. Mậu ngọ, hỏa, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết, bạn có thể phạm sai lầm vì đánh giá vấn đề quá phiến diện. Quý nhân, mùi, sửu. Tiểu nhân, dậu tuất. Màu sắc may mắn, hồng, xanh lá. 4. Canh ngọ, thổ, nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết, đừng vội tính xa xôi vì có nhiều việc không đi theo kế hoạch. Quý nhân, tỵ, dậu. Tiểu nhân, mão, hợi. Màu sắc may mắn, nâu cam. 5. Nhâm ngọ, mộc, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết. Hãy cố gắng tìm ngọc trong đá, đừng vội tin vào cách thể hiện của ai đó. Quý nhân, tỵ, mão. Tiểu nhân, sửu, dần. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn, thành công trong tháng mới. Xin chào và hẹn.